Mát mẻ rộng rãi ha, trời xanh ha. Rồi chúng mình thấy sao rồi? Chưa thấy gì, đang chờ. Gì hả? Đang chờ hả? Vô đây nãy giờ có đau bụng nữa không em? Chưa. Gì hả? Bé có chồi đạp gì không? Có. Gì hả? Vậy bác sĩ ta nói sao, khám nay ta nói sao rồi? Kết quả đều bình thường. Bình thường ha. Đau bụng cho em, đau bụng cho để mua đồ ăn sáng ăn liền. Hơi hơi à. Vậy ha. Rồi ok. Vâng, xin chào cả nhà. Và buổi sáng ngày hôm nay 4 giờ khuya vị, thì bà xã của Tiến Dũng và Mỹ Linh đã chuyển dạ và đang đến bệnh viện Hạnh Phúc để chuẩn bị nhập viện, và hôm nay chắc có lẽ là một nhập viện để mà sinh em bé. Ngày sau em thấy tình hình sức khỏe sao em? Chưa thấy gì ha. Nhưng mà có triệu chứng là nó đau bụng nhẹ nhẹ. Hơi đau bụng nhẹ nhẹ ha. Rồi bây giờ là đã đến bệnh viện Hạnh Phúc thì cũng gần 6 giờ sáng rồi. Chúng ta sẽ vào bên trong để cho bác sĩ xem tình hình sức khỏe của bà xã Tiến Dũng nha. Đây, gia đình đây, đây mẹ, đây là em gái. Chị Hằng rồi, đi con. Đi 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 vô. Đi. Mở khẩu trang ra coi. Chào bà con coi con, mở khẩu trang ra. Đây là Gia Hằng. Bên đây đưa mẹ đi sinh thấy sao? Vui không? Vui. Hả, chuẩn bị có em vui không? Vui. Vui hả? Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong bệnh viện nha. Rồi, bà bầu đi trước rồi kìa. Đi là đẻ theo bà bầu con. Giờ này... Cầm cầu á. Cần ha. Lên lầu chuẩn bị lên để gặp bác sĩ ha. Rồi tiếp tục ra. Rồi từ từ đi nha bầu ơi. Rồi chậm chậm nha, đi lai dai ha. Lúc mà em phát hiện đau bụng là lúc mấy giờ khuya em? Lúc 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi khuya hả? Bữa nay nữa là em bé đủ 9 tháng 10 ngày chưa ta? 39 tuần 1 ngày. Vậy hả? 39 tuần 1 ngày hả? Vậy hả? Rồi, đã đến phòng trời xanh rồi nha. Vô đi mẹ, vô đi mẹ. Khi em bầu đã thay đầm bầu để chuẩn bị sao em khám nãy giờ sao rồi? Thì khám sức khỏe bình thường hết chứ sao? Vậy có đau bụng nữa không? Chưa đau bụng. Chưa đau à? Vâng, vậy đây Tiến Dũng sẽ theo chân chị này để đến nhận phòng xanh. Phòng thoáng đẹp quá ha. Nó ngon đặc biệt. Gặp gãy. Phòng giống như là... Phòng này là giá nhiêu chị? 2 triệu. 2 triệu ha. Phòng đặc biệt ha. 3 sức ảnh cho mình. Dạ. 800 với 700 thì nó chỉ có 2 sức ảnh rồi. Dạ. Rồi phòng 3 suất ăn luôn ha, 2 triệu phòng bếp ha. Rồi. Rồi em rồi, ở dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị nha. Chị phá đây luôn ha. Rồi cảm ơn chị nha chị. Dạ. Rồi. Sinh có mấy ngày thôi cũng gắng cố gắng lấy phòng cho nó rộng rãi. Cho nó thoải mái chút xíu để người nhà đến thăm nó cũng dễ. Phòng bếp 2 triệu một ngày. Phòng đẹp quá. Rồi mời em bầu vào bên trong phòng nằm chờ xanh. Rồi nằm đây đi em, lên lên ghế đi em.
quay đi ha. À, mát mẻ rộng rãi ha, trời xanh ha. Rồi chúc mình thấy sao rồi? Chưa thấy gì, đang chờ. Gì hả? Đang chờ hả? Vô đây nãy giờ có đau bụng nữa không em? Chưa. Gì hả? À, bé có chồi đạp gì không? Có. Gì hả? Ừ. Vậy bác sĩ ta nói sao, khám nay ta nói sao rồi? Kết quả đều bình thường. Ừ. Bình thường ha. Ừ. Đau bụng cho em. Đau bụng cho để mua đồ ăn sáng ăn liền. Hơi hơi à. Vậy ha. Rồi ok. Để anh chạy với anh mua đồ ăn sáng lên nha. Ừ. Chờ chút xíu nha. Để đồ đây đi. Ừ. Là thức ăn cho bà bầu nha. Đây, hủ tiếu. Tiếu nước cam. Cái gì quá vậy? Vô. Vô. Đây. Tới cửa phòng ăn quay tới cửa phòng. Đây bầu ơi, thức ăn bầu ơi. Cái phòng rộng dữ vậy. Đây ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây em. Kìa, gia hàng có một cái bồn tắm của cổ công đó kìa. Ừ, có bồn. Ở đây luôn. Có bồn tắm nữa cho con không? Không, không nha. Sao vậy? Uống đi. Uống gì rồi mẹ, cứ uống đi. À, em bầu ăn bánh canh thấy sao không em bầu? Bánh canh giò heo nghe mọi người ơi, rất là ngon. Giò heo là biết tăng cân nữa rồi. Dạ, giò heo tăng cân nha. Rồi, dì ba ăn gì dì ba? Ăn gì đây? Em ăn hủ tiếu. Tiếu ha. Mẹ ăn gì mẹ? Hủ tiếu nằm vàng. Ờ, tiếu nằm vàng nha. Rồi, chụp cho cả nhà mình ngon miệng nha. À, ăn no đây để chuẩn bị lên sàn nghe bầu nha. Ăn no đi, sao chỗ nào. Dì ăn gì con? Dì ăn nuôi, ăn nuôi. Nuôi ha. Dì ăn ăn nuôi. Rồi, bà Dũng chờ, bà bưng cho bánh canh vào nữa giúp luôn. À, đây vị à, đây là phòng xanh của bệnh viện Hạnh Phúc nha, rất là đẹp nha. À, à, có luôn cái nơi đó, bồn tắm luôn nha. À, quá vậy lịch sự. À, phòng xanh này ở đây là đặc biệt nha, phòng đặc biệt. À. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng nha. Rồi, bây giờ tới phiên Tiến Dũng mời quý vị ăn sáng nha. Đây, hành trình nuôi đẻ bánh canh nha. Đó, bây giờ thì đi chạy đi lăn xăng cũng mua một số đồ linh tinh. Tả, rồi nước suối, đồ các thứ ở dưới căng kinh. Bây giờ cũng đã đói bụng rồi, thì tiếp theo là trong thời gian này trời ăn. Ăn no rồi bắt đầu ngồi chờ bà bầu bả chuyển dạ, bắt đầu chào đón bé Bi ra đời. Mời quý vị ăn bánh canh nha. Đây là thêm một ly sữa nha Bi. Hành trình nuôi đẻ này chắc lên ký quá, cái cơ bộ thức ăn ngon quá. Lần đầu sinh bé Gia Hăng thì sinh ở bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó thì Tiến Dũng mà bận làm tóc cho nên là không có đi theo bà xã để mà sinh bé đầu tiên là bé Gia Hăng. Bé thứ hai này thì thời gian nó được thoải mái hơn chút nên là đưa bà xã đi sinh luôn. Ngày mai này thì các mạnh thường quân ủng hộ cho cô Lý phát quà vào ngày Quý Mão 18. Tiến Dũng đã có đặt gạo rồi sẵn hết rồi, để bữa nay là chở lên âm cô Lý để ngày mai cô phát, nhưng mà chắc có lẽ là Tiến Dũng không có về kịp để mà quay cùng với cô Lý phát gạo. Thì tuy nhiên cũng có một huynh đệ ở tại âm của cô ba cũng có quay lại để cho bà con xem cô Lý phát quà phát gạo cho bà con. Cũng mong quý mạnh thường quân thông cảm. Tiến Dũng trở về sẽ đọc cái danh sách của các mạnh thường quân ủng hộ sau. Dạ.
Đây nha, chị hai da hăng đang chắc đồ nha. Đó, rất là ngăn nắp. Chị hai chọn đồ ra để chuẩn bị cho em bé nha chị hai. Chuẩn bị đón em nha, chị hai à. Chị hai hôm nay đi nuôi đẻ thấy sao chị hai? Thôi đừng hỏi câu đó, tắt nè. Bà ngoại đang sẵn đồ, đang chuẩn bị đón cháu nha. Bà ngoại giờ cảm thấy khác thấy thế nào bà ngoại? Quá vui, cháu sắp chào đời quá vui rồi, hạnh phúc nhất trên đời. Không, bà ngoại đang sẵn đồ cho đi ha, cho bé cái mấy cái khăn ta cái gì vậy? Rồi giờ mẹ Linh nước ối đã vỡ nước ối ra hết rồi mà mẹ Linh vẫn chưa đau bụng, đang chờ truyền dịch vô để kích thích sanh. Sao mẹ em truyền dịch chưa rồi, nãy giờ thấy đau bụng chưa? Chưa nữa hả? Quá xá ha, đang chờ để đau bụng để mà vô sanh. Quá đuôi cả nhà ơi. Sau khi mà đã dẫn bà xã Mỹ Linh vô phòng để chờ bác sĩ đang truyền dịch để mà cho em bé chuyển dạ, và bà xã đang nằm bên phòng đó thì cũng có mẹ vợ bên đó đang coi tiếp, cho nên là Tiến Dũng sớm mơ giờ cũng mới đúng rồi. Thì bây giờ chờ đợi cũng chưa biết là từ đây đến chiều không biết là em bé có chờ đợi hay không, hay là đến ngày mai, cho nên thôi giờ Tiến Dũng tạm gác lại để mà ngủ một giấc, ngủ một giấc để mà lấy sức khỏe. Thì bao nhiêu sớm mơ giờ thì bà xã 3 giờ đã vỡ nước ói rồi, cho nên là đã chuyển xuống bệnh viện Long Xuyên. Thì giờ này bà xã đang nằm ở đó để mà chờ khi mà bác sĩ đã báo là vô sanh thì lúc đó Tiến Dũng sẽ trở lại. Bây giờ thì Tiến Dũng xin được phép ngủ một giấc để lấy sức nha. Rồi xin hẹn lại vào những đôi tiếp theo, chúng ta cùng ngủ.